Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 95, ngày 4, Chúa Sai Phái. Kinh Thánh Giăng đoạn 20 câu 19 đến câu 22. Câu ghi nhớ Giăng đoạn 20 câu 21 phần B. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 20 câu 19 đến câu 22. Kinh Thánh Tân Ước trang 114. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 21 phần B. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Sai ở đây là sai đi, sai phái. Bình an cho các ngươi, cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Trong phần tìm hiểu, em khoanh những cụm từ Chúa Giê-xu nói với các môn đồ. Bình an cho các ngươi. Có không các em? Có. Chúa nói bình an cho các ngươi đến 2 lần. Rồi, ta cũng sai các ngươi. Có, ta cũng sai các ngươi. Cha sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Hãy trở về quê mình. Không có. Hãy đi dạy dỗ muôn dân. Trong phần này có hãy đi dạy dỗ muôn dân không? Trong phần này thì chưa có cái câu này. Như vậy chúng ta có ba cái cụm từ mà Chúa Giê-xu đã nói: bình an cho các ngươi, ta cũng sai các ngươi, và hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu nói sứ mạng của Ngài là gì? Là làm giống Chúa đã vâng lệnh Cha sai khi tại trần gian, là xây nhiều nhà thờ đẹp cho Chúa, là nói về Chúa cho người khác khi được Thánh Linh ngự trong lòng. Ba cái điều này, cái nào là sứ mạng của Chúa Giê-xu? Là làm giống Chúa đã vâng lệnh Cha sai khi tại trần gian. Chúa Giê-xu nói là Cha là Đức Chúa Trời sai phái Ngài như thế nào thì Ngài sẽ sai phái các môn đồ như vậy. Có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn Chúa Giê-xu làm gì thì Chúa Giê-xu làm như vậy. Chúa Giê-xu đã vâng lệnh Cha. Trong phần nhận biết, được Chúa sai phái là đặc ân để trở thành sứ giả của Chúa, mang sứ điệp tình yêu và bình an đến cho mọi người. Được Chúa sai phái là đặc ân, là cái sự ban cho đặc biệt để trở thành sứ giả của Chúa, mang sứ điệp tình yêu và bình an đến cho mọi người. Em đã nhận ơn cứu rỗi nơi Chúa. Em nhận biết Chúa đang sai phái em trong thế gian này và tiếp tục sứ mạng rao truyền phúc âm
mạnh dạn nói về Chúa cho bạn. Khi mình đã được cứu rồi, mình nhận lấy trách nhiệm hay là sứ mạng là mình nói về Chúa cho những người khác, đặc biệt là những người bạn của mình. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu nè, mình nè, mình được Chúa Giêsu cho sự cứu rỗi, tình yêu, cái tin lành đó là Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá nè, và mình truyền cái thập tự này cho các bạn của mình, hay là nói về tin lành của Chúa, nói về Chúa Giêsu cho các bạn của mình. Trong phần cầu nguyện, xin Chúa giúp em luôn nhận biết đặc ân và trách nhiệm Chúa sai phái để em hết lòng. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn nhận biết đặc ân và trách nhiệm Chúa sai phái để con hết lòng nói về Chúa cho bạn của con. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn nhận biết đặc ân và trách nhiệm Chúa sai phái để con hết lòng nói về Chúa cho bạn của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.